À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu văn bản Hịch Tướng Sĩ nằm trong chủ đề 3 Lời Sông Núi. Tác giả của văn bản này là Trần Quốc Tuấn, hay còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương. Trước khi đi vào đọc văn bản thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta trả lời hai câu hỏi phần trước khi đọc. Câu hỏi đầu tiên, trang 59, hãy kể tên một số vị tướng nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Ở đây cô có hướng dẫn cho chúng ta trả lời một số cái vị tướng chúng ta có thể đã được nghe tên này hoặc được học trong môn lịch sử. Như là gì? Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Lý Thử Kiệt, Phùng Hưng hay là Ngô Quyền. Ngoài ra thì các em có thể kể thêm tùy vào cái hiểu biết của mình. Câu hỏi số 2. Theo em, vì sao quân Mông Nguyên 3 lần đem quân xâm lược nước ta đều phải chịu thất bại? Câu hỏi này chúng ta có thể đưa ra dựa vào kiến thức lịch sử chúng ta được học hoặc dựa vào điều mà em hiểu. Câu hỏi số 2 này, cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời như sau. Cái việc thắng lợi của 3 lần chống quân xâm lược Mông Nguyên của nước ta gắn liền với tinh thần hy sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân ta và là nòng cốt của quân đội nhà Trần. Thắng lợi đó cũng thể hiện được cái tinh thần không thể tách rời chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần, đặc biệt là vua Trần Nhân Tông và các danh tướng Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải và Trần Khánh Tư. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần đọc văn bản. Về tác giả của văn bản này là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1231, mất năm 1300, còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương, là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc. Năm 1285 và năm 1288, ông chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông và ông lập nhiều chiến công lớn, đó là gì? 3 lần đánh thang quân Nguyên Mông. Và ngoài cái sự nghiệp đánh giặc lẫy lừng đó thì Trần Quốc Tuấn còn nổi tiếng với cái tài thơ văn kiệt xuất. Tác phẩm nổi bật của ông đó là Binh Thư Yếu Lược và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Về tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác của văn bản này được viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285 và bài hịch được viết nhằm khích lệ tướng sĩ học tập cuốn Binh Thư Yếu Lược. Thể loại ở đây là hịch, tức là thể văn được vua, chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh dùng để kêu gọi hoặc thuyết phục đấu tranh chống thủ trong, giặc ngoài. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào khám phá văn bản. Nội dung đầu tiên đó là mục tìm hiểu về luận đề, luận điểm, luận cứ trong văn bản. Thứ nhất là về bố cục, chúng ta sẽ thấy được từ đầu tới còn lưu tiếng tốt. Ở đây, tác giả đang nêu cơ sở, căn cứ cho lập luận người bề thôi hết lòng với vua chủ của mình trong xã hội phong kiến để chống lại kẻ thù phi nghĩa là giá trị đạo đức của đời đời tôn vinh. Tiếp theo là từ chỗ huống chi cho đến muốn vui chơi, phỏng có được không? Tác giả đang tiến hành lập luận để có tính phi nghĩa của phê địch, miêu tả, phân tích, đánh giá tình hình thực tế và bổn phận của các tỳ tướng với chủ tướng. Ở đây chúng ta sẽ thấy được trong phần này tác giả có đưa ra những cái tội ác của kẻ thù, thể hiện được sự phi nghĩa của kẻ thù xâm lược và chủ tướng lo lắng cho sự an nguy của đất nước, luôn quan tâm, chăm lo cho tỳ tướng làm tròn trách nhiệm của chủ tướng. Tỳ tướng không chia sẻ nỗi lo với chủ tướng, chỉ muốn ham theo cái sở thích, cái ham muốn riêng của bản thân mình, khiến cho những cái hậu quả khôn lường xảy ra với chủ tướng, tỳ tướng, người thân, mồ mả tổ tiên.
Ở đây, từ những cái lập luận trên thì chúng ta sẽ thấy được rằng tác giả đang muốn nói về cái việc chưa làm tròn trách nhiệm của tỷ tướng. Tiếp đến là từ nay ta bảo thật cho đến hết bài thì tác giả rút ra kết luận đó là khuyên nhủ các tỷ tướng phải chăm lo, rèn tập võ nghệ, tích cực học tập binh thư yếu lược do chính Trần Quốc Tuấn soạn thì mới là đang làm đúng cái bổn phận trách nhiệm của người tỷ tướng với chủ tướng, mở rộng ra chính là trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước. Phần 2 nhỏ, mục đích của bài hịch. Khi mà chúng ta đọc cái bài hịch này, thì việc đầu tiên chúng ta cần phải hiểu cho cô tại sao Trần Quốc Tuấn lại viết hịch tướng sĩ. Và ông viết hịch tướng sĩ chủ yếu là có hai mục đích chính. Đầu tiên đó là khích lệ lòng yêu nước của các tướng sĩ. Cái thứ hai là động viên tướng sĩ hãy tích cực học tập binh thư yếu lược do ông soạn thảo. Và chúng ta sẽ thấy được rằng cái câu nói nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình mà phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thường để đại yến ngụy sứ mà không biết cam. Trong câu này, trước hết là thể hiện cái hành động sai trái của các tướng sĩ lúc bấy giờ, và tác giả đã nêu những cái gương tướng sĩ quên mình vì vua, vì nước, và cũng bày tỏ những cái lỗi lầm của mình, và đặc biệt là cách hậu đãi của binh lính, quân tướng, dưới trướng của mình. Và câu nói ấy đã nói lên được thực trạng mà những binh sĩ đang trải qua, kể cả quan trong triều đình. Và tác giả đã sử dụng những cái lời lẽ rất là gay gắt, rất là mạnh mẽ để đánh trực tiếp vào lòng tự trọng của con người, để họ thức tỉnh mà nhìn vào sự thực đang diễn ra trong thực tế. Câu nói cũng là lời nhắc nhở đanh thép của vị chủ tướng với tướng sĩ của mình để họ nhận thức và đồng thời cũng khích lệ động viên tinh thần của họ. Trong phần 3 nhỏ thì tác giả đã nêu những cái gương trung thần, nghĩa sĩ trong sử sách. Vậy việc nêu những cái gương trung thần, nghĩa sĩ này có tác dụng gì? Chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu. Và các trung thần, nghĩa sĩ được tác giả nhắc đến đó là Kỷ Tín, Do Vu, Dự Nhượng, Cốt Đãi Ngột Lang. Chúng ta có thể là tìm hiểu cho cô cái cuộc đời cũng như là tiểu sử của những cái trung thần này. Ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng tác giả nêu ra và thể hiện rằng tuy họ có địa vị khác nhau nhưng đều rất là trung thành, không sợ nguy hiểm, quên mình vì chủ, vì nước. Vậy thì mục đích của việc nêu gương trung thần nghĩa sĩ trong sử sách đó là nhằm khích lệ ý chí, lập công danh, xả thân vì chủ, vì vua, vì nước cho những cái tỷ tướng. Và trong phần 4 nhỏ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tình hình đất nước và nỗi lòng của chủ tướng. Tình hình đất nước hiện tại đó là được thể hiện qua cái tội ác và sự ngang ngược của giặc. Đi lại nghênh ngang, uốn lưỡi cú diều xỉ mắng triều đình, thân dê chó bắt nạt tể phụ, đòi ngọc lụa, thu bạc vàng. Chúng ta sẽ thấy được trong những cái câu văn miêu tả này có sử dụng nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ, vạch trần bản chất tham lam, tàn bạo và hống hách của giặc. Đồng thời cũng cảnh báo hậu quả thái độ của tác giả đó là gì? Khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, tránh sau tai vạ về sau. Tai vạ có nghĩa là cái tai họa đấy, những cái điều không tốt về sau. Và qua những cái câu nói này thì Trần Quốc Tuấn muốn khích lệ lòng căm thù giặc và khơi gợi cái nỗi nhục mất nước cho tướng sĩ. Ở đây chúng ta cũng thấy được nỗi lòng của chủ tướng được thể hiện rất rõ qua các câu văn miêu tả tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Những cái câu văn biển ngẫu, nhịp điệu dồn dập cùng với ngôn ngữ ước lệ, giàu hình ảnh, nhiều đồng tự mạnh, chỉ trạng thái, hành động quên ăn, vỗ gối, xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu, nó cực tả nỗi đau đớn và niềm uất hận
khơi gợi sự đồng cảm của tác giả. Và ông đã dùng những cái bằng chứng và lý lẽ để chứng minh các tỷ tướng đã suy nghĩ và hành động không đúng. Vậy thì bằng chứng ở đây là gì? Chúng ta tìm trong văn bản sẽ thấy. Đó là gì? Nếu có giặc Mông Cổ tràn sang thì cự gà trống không thể đâm thủng áo giáp, tiếng hát không thể làm giặc đứt tai. Cái việc chọi gà làm niềm vui hoặc mê tiếng hát, chẳng những thái ấp của ta không còn, lúc bấy giờ dẫu các ngươi muốn vui vẻ, phỏng có được không? Đó là những cái bằng chứng mà tác giả đưa ra cho thấy các tỷ tướng của mình đang ăn chơi, đang không quan tâm đến cái việc nước. Và lý lẽ ở đây, tác giả đã nhắc lại ân tình của mình và binh sĩ, đồng thời phê phán hành động hưởng lạc, thái độ bàng quan trước vận mệnh của đất nước và khẳng định thái độ đúng đắn của tướng sĩ nước bấy giờ là cần phải cảnh giác, tích cực, rèn luyện để sẵn sàng đánh giặc. Cuối cùng là phần 5 nhỏ phê phán biểu hiện sai trái và kêu gọi tướng sĩ. Trong phần phê phán biểu hiện sai trái của tướng sĩ thì Trần Quốc Tuấn phê phán những cái hành động hưởng lạc, ham vui của tráng sĩ được thể hiện qua, của tướng sĩ được thể hiện qua các cái thú vui tầm thường như là chọi gà, cờ bạc, săn bắn với một cái thái độ dứt khoát, đúng không? Và vô cùng nghiêm khắc. Đồng thời, tác giả cũng kêu gọi tướng sĩ phải biết lo xa, nêu cao cảnh giác, tăng cường luyện tập, học binh thư yếu lược, giúp cho tướng sĩ nhận thức rõ đúng sai và vạch rõ ranh giới giữa hai con đường, chính tà và sống chết. Qua đó, chúng ta thể thấy được thái độ dứt khoát, cương quyết, khích lệ lòng yêu nước, quyết chiến, quyết thắng với kẻ thù của Hưng Đạo Vương. Và cuối cùng cô sẽ tổng kết lại văn bản về nội dung và nghệ thuật. Trước hết là nghệ thuật ở đây, chúng ta thấy được cái áng văn chính luận vô cùng xuất sắc của tác giả kết hợp với lập luận chặt chẽ, sắc bén, lời văn giàu hình ảnh, nhịp điệu và sử dụng biện pháp cường điệu, ẩn dụ để làm nổi bật lên cái nội dung, đó là phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong tháng chiến chống ngoại xâm và thể hiện lòng căm thù giặc, ý chí quyết thắng của tác giả. Để kết thúc lại văn bản học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta viết đoạn văn kết nối với đọc. Yêu cầu đó là viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. Ở đây cô có một cái đoạn văn tham khảo về truyền thống yêu nước. Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Lòng yêu nước là một tình cảm cao đẹp, là thứ tình cảm vô hình nhưng luôn tồn tại trong tim mỗi người, thôi thúc mỗi người cống hiến, đoàn kết cũng như tự hào dân tộc, sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống lại mọi kẻ thù xâm lược. Trong thời chiến, biểu hiện của lòng yêu nước chính là sự dũng cảm, hy sinh, xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bờ cõi lãnh thổ. Thời đại hiện nay, chúng ta được sống trong hòa bình và ấm no, thì yêu nước và trách nhiệm chính là việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, thành cường quốc, sánh vai cùng bạn bè năm châu bốn bể. Bên cạnh đó, lòng yêu nước còn là tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với mọi người xung quanh và với người có hoàn cảnh khó khăn, tuân thủ pháp luật với những nguyên tắc, quy định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là một học sinh, trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà, cha mẹ, lễ phép với thầy cô, có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, cố gắng trở thành một công dân tốt và cống hiến trọn vẹn cho nước nhà. Bên cạnh việc cố gắng hoàn thiện bản thân thì chúng ta cần sống với lòng yêu nước,
tinh thần sẵn sàng cống hiến, phát triển đất nước phồn thịnh để con cháu mai sau của ta có thể tự hào về những việc làm ngày hôm nay của chúng ta. Văn bản hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.